Hello chào mọi người, ở đây mình đang đứng ngay chỗ một khu du lịch, nó gọi là tên Gò Găng ở Bà Rịa Vũng Tàu, rất là lạ. Ở đây khách du lịch rất là không còn mới khai thác nhưng mà rất là đẹp, hoang vu. Ở nơi đây có các bạn câu cá rồi cũng rất là vui. Đây vui rồi, khách cửa rất là nhiều ha. Em ơi, đây thấy theo thấy khi khách ra vào đây ta ăn uống từ Sài Gòn xuống đây biển số xe 51 không. Đây là những bàn tiệc mới vừa xong. Thế thôi, Việt Nam mình như vậy thôi, hạnh phúc vui vẻ. Còn đòi hỏi gì nữa, anh chỉ có đi làm, anh chịu cài, có nghĩa là phải chấp nhận, ở đâu sống cũng phải làm, ở đâu sống cũng phải cài. Cho nên vì cái đó đừng có than nói là ở đây tao không có tiền, tao nghèo, đó là chuyện anh bất tài vô dụng. Một cái thằng xe ráp không là một tháng cũng kiếm được mười mấy triệu, nổi mình giao đồ ăn không, không cần phải đi, không cần phải chở khách, không cần phải chở khách. Đây bàn của gia đình nhà đó rất là đông. Tại sao người ta đi ăn được mà mình đi ăn lại không được? Tại mình bất tài vô dụng, than trách cái đổi gì, mình chê bai đất nước thứ khốn nhà dạy chợ. Để bàn với gia đình. Ok. Hết. Ủa chú Tuấn đi đâu hả? À?